Đường Đề Thám, tuyến đường được thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai, chị Nguyên và nhiều bà con đã tích cực hưởng ứng bằng cách quét thẻ khi mua hàng hóa tại đây. Không phải mang theo tiền mặt, gồm gà, nó tiện nữa. Cái thao tác này nó dễ đối với... Đúng rồi, rất là dễ. Chỉ có ấy mã số thì... cái mã QR là được à? Không sử dụng tiền mặt thì có thể người ta quét thẻ, người ta thanh toán trực tuyến luôn. Với lại mình không có cần phải như là vừa làm vừa bóc tay vô tiền với lại đồ ăn thì nó sẽ không có vệ sinh. Chỉ có nhập mã QR thì quét cái là nó đã thanh toán được rồi. Thì tiện lợi cho mình nữa. Thứ hai nữa là nó cũng biết được là đồng tiền nó đã vào lẹ mau lẹ. Nhằm giúp bà con và du khách biết cách sử dụng dịch vụ này, việc tư vấn hướng dẫn đang được các nhân viên ngân hàng tích cực thực hiện. Chúng tôi làm demo rồi làm hướng dẫn trực tiếp tận tay hướng dẫn từng khách hàng trong cái dịch vụ thanh toán này. Sau đó mọi vấn đề trục trặc thì chúng tôi đều có bộ phận tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn cho bà con hết, đảm bảo thông suốt an toàn trong cái thanh toán không dùng tiền mặt này. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh như thế này và một vài thao tác đơn giản thì bà con có thể thanh toán mà không dùng tiền mặt. Không chỉ minh bạch, nhanh chóng và tiện lợi mà mô hình này còn giúp các địa phương hướng đến một nền kinh tế số và một xã hội số. Tại thành phố Cần Thơ, mô hình đặt mục tiêu có hơn 1.200 khách hàng tham gia ngay trong tháng đầu tiên triển khai và tiếp tục nhân rộng ở các địa phương khác. Qua đó, chung tay cùng với chính phủ thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.